Sức mạnh tâm linh là bạn phải luôn luôn tin tưởng vào một thế lực và một sức mạnh lớn hơn bạn. Đấy. Thì cái này là gì? Tâm linh là những tín ngưỡng, những đức tin. Bạn tin rằng có một thế lực, ví dụ như là người theo đạo công giáo, người ta sẽ tin là có sự che chở của Chúa. Người đi theo đạo Phật thì người ta nghĩ rằng là có Phật che chở. Và người không theo công giáo, không theo Phật giáo thì người ta tin vào sức mạnh của vũ trụ và tin vào sự may mắn ở cuộc đời. Thì bạn phải tin vào một thứ gì đó, thì đấy là bạn đã có sức mạnh về tâm linh. Thì để bạn, khi bạn có niềm tin vào một sức mạnh, ví dụ như bạn tin vào sự phù hộ của ông bà tổ tiên, cũng là một sức mạnh không phải của bạn, nhưng mà sức mạnh đã lớn hơn bạn rất nhiều. Đấy là sức mạnh của tâm linh. Bạn phải có sức mạnh đấy. Thì bạn có 5 thứ bạn cần phải quan tâm. Thứ nhất, bạn tin vào một sức mạnh, có thể là Chúa, có thể là Phật, có thể là gì ạ? Vũ trụ, có thể là ông bà tổ tiên phù hộ cho mình, vân vân. Bạn phải có một cái niềm tin như vậy, vì đấy, sức mạnh đấy sẽ tiếp bước cho bạn, làm cho bạn có sức mạnh nhân đôi. Đấy là thứ cực kỳ quan trọng. Và tôi nói cho các bạn biết là nước Mỹ năm 1776 mới thành lập, nhưng trên tờ đô la của Mỹ có viết là gì ạ? In God we trust, nghĩa là chúng con tin vào Chúa. Và có 76% người Mỹ đi theo đạo, cho nên họ tin vào một sức mạnh lớn hơn họ. Họ luôn tin rằng có Chúa che chở phù hộ cho họ, cho nên họ làm rất là thành công. Và họ có tỷ lệ số người giàu, tỷ phú, 10 tỷ phú đến 6-7 tỷ phú là nước Mỹ. Các bạn phải nhớ như vậy. Điều thứ hai là để có sức mạnh tâm linh tốt, bạn luôn phải tôn trọng tín ngưỡng và đức tin của người khác. Người nào đi theo Phật, người nào đi theo công giáo, đi theo đạo, đi theo Chúa, đều bất kỳ một cái tín ngưỡng gì hợp pháp, thì bạn phải tôn trọng họ. Và bạn phải tôn trọng họ, tôn trọng họ bởi vì họ đang có một tín ngưỡng, họ đang có một đức tin, nghĩa là họ rất tuyệt vời. Mình phải ngưỡng mộ họ và họ tôn trọng họ. Đấy là điều thứ hai.